Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục thôi các bạn. Chúng ta quay tiếp cái đoạn 2, tức là cái view cho thêm món ăn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xác định được trong cái thêm món ăn này nè, chúng ta gồm bao nhiêu cái cột. Cái nhất là cái mã món chúng ta không cho, mã loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng không ạ? Rồi, 11 cái. Rồi chúng ta insert ha, insert một cái table đúng không ạ? Và ở đây chúng ta cho nó 11 dòng và ở đây chúng ta cho nó là hai cột rồi đúng không ạ? Rồi thì cái table này độ rộng của nó ở đây chúng ta cho khoảng độ 400 pixel hoặc là 500 pixel tùy theo chúng ta kiểu này ha. Rồi ok, bây giờ lần lượt chúng ta sẽ ráp vô ha đúng không ạ? Đầu tiên tên món cho người ta cập nhật không, chắc chắn ha, tên món. Rồi bây giờ dùng cái gì để cho người ta nhập vô tên món, chắc chắn là input ha. Rồi type cái kiểu là test. Rồi cái name, tức là đây mình đặt tên cho nó là cái tên tên món, được chưa? Rồi hình như là thầy thiếu thiếu cái gì đó các bạn biết không? Thiếu một cái form rất là quan trọng đúng không ạ? Rồi cái name, phương thức, rồi có cập nhật hình ảnh không? Có. Rồi chúng ta kéo nó xuống tú ở dưới đây ha đúng không ạ? Chúng ta xịt cái form. Rồi đó là cái thiếu của thầy đấy. Chúng ta là ngồi chúng ta này. Rồi tên món xong xuôi rồi tới cái gì? Cái loại. Loại món. Đúng không ạ? Rồi, thì cái loại món ở đây người ta cho mình không cho người ta nhập mà mình sẽ cho người ta chọn. Thì ở đây mình sẽ dùng cái thẻ đó là tắt gì? Tắt select. Đúng không ạ? Rồi, xuyệt cái select. Ở trong đây chúng ta lát nữa chúng ta đọc cái nguồn vô đây. Và chúng ta sẽ thiết kế nó là những cái option nằm đây. Rồi, select option. Ở trên đây chúng ta cho nó cái thí dụ như món canh bổ dưỡng. Cứ cho nó mẫu một cái ha. Rồi xong tới cái loại món rồi ha, giờ quên rồi, giờ tới cái gì nữa? Nội dung tóm tắt, nội dung chi tiết được không ạ? Rồi thì ở đây cái nội dung tóm tắt này là chúng ta cho nó nhiều dòng và chúng ta xài cái test multi-line. Rồi xuyệt ha. Rồi thì ở đây chúng ta đặt name cho nó để ngồi chúng ta lấy nó về ha, tức là cái nội dung tóm tắt. Rồi ở đây chúng ta cho nó là ground, tức là cái dòng. Thì ở đây chúng ta cho khoảng 5 dòng ha. Rồi cái con ở đây chúng ta có cho khoảng 50. Xong thì chúng ta copy cái này xuống, chúng ta đổi thành qua là cái nội dung chi tiết. Rồi được chưa? Xong chúng ta có hai cái. Rồi tiếp tục chúng ta lên coi đơn giá khuyến mãi ha. Đơn giá đúng không ạ? Rồi này đơn giá khuyến mãi khuyến mãi
Rồi, còn gì nữa không? Bây giờ đơn giá thì chắc chắn nó sẽ là cái gì? Inbox rồi. Ha, chúng ta đưa cái thằng Inbox vô. Tên món này nếu cần thì chúng ta cho nó cái style. Ha, lớn lên chút xíu, 30. Rồi, chúng ta sửa lại cái này chút xíu. Đó là cái đơn đơn giá. Cái chỗ này chúng ta cũng sửa lại tí xíu, đó là cái đơn giá khuyến mãi ha, đúng như tên field. Khuyến mãi cái size chúng ta cho nó lớn chút xíu, khoảng độ bằng 10. Tiếp tục rồi nó tới là cái khuyến mãi rồi, bây giờ nó tới cái hình đúng không ạ, rồi tới cái ngày cập nhật. Ở đây chắc ai cũng biết chèn cái gì vô rồi để lấy hình đúng không ạ? Rồi inbox cái thai kiểu là cái file đúng không ạ, và cái name đặt tên nó là cái hình. Rồi xong, tiếp tục ha, lần lượt đưa lên. Ngày cập nhật nó cũng là một cái test ha, đơn vị tính nó cũng test, trong ngày nó là cái checkbox. Rồi ok, ngày cập nhật, đơn vị tính. Và cuối cùng thằng này sẽ là trong ngày à, cái món ăn đó được thể hiện ở trong ngày đúng không. Rồi ngày cập nhật ở đây mình cũng nó là một cái test box thôi, ở đây nó là ngày cập nhật. Rồi, đơn vị tính nó cũng là cái test box thôi, và cái name của nó là DVT. Và cuối cùng trong ngày, trong ngày thì ở đây nó có hai trạng thái thôi, không hoặc là một, thì ở đây mình sẽ chọn cái inbox cái kiểu cái thai của nó ha, là checkbox. Rồi cái name mình đặt tên cho nó là cái trong trong ngày. Xong được không ạ? À? Rồi giờ cuối cùng hột sao nó thiếu cái cột của mình rồi, còn một cái nữa, còn hai cái nút nữa đúng không? Rồi, sao mình chưa tính hai cái nút ha. Rồi bây giờ mình click vô cái thêm món ăn coi cái view mình ra cái gì, cái trước cái đã đây nó có đây đúng không ạ? À? Ừ. Rồi nội dung tóm tắt ha, rồi nó có cái đơn giá, nó có chọn tệp hình ảnh, nó có trong ngày, và ở đây mình còn thiếu cái gì nữa, thiếu hai nút ha, hai nút. Vậy thì bây giờ mình copy này xuống đâu có sao ha. Rồi Ctrl C rồi Ctrl V. Rồi thì trong cái hai nút này ở đây mình cho nó tạo cái style content, mình chọn lại là hai ha, mình đưa hai cái nút vô thôi. Nếu cần thiết thì ở trên cái này mình cho nó là cái align, mình cho nó là center. Rồi hai nút này lần lượt mình chèn nó vô. Cái nút thứ nhất inbox, rồi cái type chắc chắn là nút submit để mình về ở dưới server để mình làm ha. Rồi cái value rồi, cập nhật. Rồi cái name mình đặt tên cho nó là cái chữ cập nhật. Rồi ở đây mình sẽ nói khoảng trắng, nó hai cái khoảng trắng để cho nó đẹp ở đây. Ừ.
Rồi tiếp tục inbox. Rồi cái thai ở đây mình sẽ chọn nó là cái nút button để mình gắn vô ha. Rồi value. Ở đây là mình cho nó cái chữ bỏ, bỏ qua ha. Rồi cái name, bỏ qua. Rồi phát sinh cái sự kiện on, on click thì trên đây mình sẽ dùng cái thằng đó là thằng window.location, mình chuyển về cái trang đó. Rồi cái trang của mình tức là cái trang là món ăn .bhb đó, tức là mình chuyển trang về trang này. Rồi bây giờ mình refresh lên coi. Rồi mình có hai nút này được chưa, cập nhật bỏ, bỏ qua đúng không? Giờ mình bấm cái nút bỏ qua coi nó về trang này chưa. Rồi bây giờ mình thiết kế thêm cái sữa để mình gắn vô đây cái sữa của nó ha. Rồi ok. Rồi bây giờ về cái món ăn ha. Rồi. Mình sẽ copy hết mấy thằng này trừ ra cái dòng ở trên đúng không ạ? Rồi để mình bỏ qua cái vùng sữa của mình y chang, không khác gì hết. Rồi Ctrl C đúng không ạ? Rồi mình qua bên đây, mình đi kiếm cái view. À, cái view thì cái view này á, nó nằm trong món ăn, view sữa món ăn nè đó. Rồi enter xuống Ctrl V mình dán nó vô ha. Rồi rồi bây giờ bắt đầu mình mới gọi, gọi cái món ăn ra qua thông qua cái trang. Rồi thì qua bên cái món ăn của mình, à, quên xin lỗi, thêm món ăn, sữa món ăn, nó còn một cái view nữa đúng không, view món ăn, admin món ăn đây. Thì bây giờ mình sẽ ráp vô cái sữa ngay chỗ này. Thì khi mình coi như vậy thì mình coi cái trang của mình là cái trang gì cái nha, rồi mình mới gọi nó ra ha. Thì trong admin này người ta có xây dựng một cái trang là gì, sữa món ăn, thấy trang này không ạ? Rồi mình sẽ gọi cái trang này vô đây đúng không ạ? Rồi sữa món ăn chấm bhb đúng không ạ? Chấm cái mã món bằng 1 à. Thì tương tự như xóa món ăn, mình quay kết vô cái xóa món ăn này qua cái trang, ở đây nó có cái trang là xóa món ăn đó. Thì các bạn thấy nó cứ lặp đi lặp lại cái chuyện mà rất là đơn giản cái đây ha, nó không có khó, chúng ta bắt đúng luôn thì chúng ta sẽ làm được cái chuyện đó thôi. Ở đây chúng ta cũng cho nó cái mã món bằng 1. Rồi thì xong, bây giờ chúng ta ra đây chúng ta refresh lại, chúng ta coi coi đúng hay không ha. Rồi. Rồi sữa món ăn chúng ta đưa vào sữa món là 1, thì lúc này chúng ta sẽ có cái sữa món ăn và chúng ta sẽ in cái tên món đây nè, nội dung tóm tắt nè, nội dung chi tiết nè, đơn giá nằm trong đây đúng không ạ? Nó nè. Rồi giờ chúng ta sẽ bỏ qua nè, bỏ qua. Đó. Rồi giờ chúng ta xóa, các bạn bấm vô đây thì nó phải chạy là cái xóa món ăn đó. Vậy là chúng ta đã kết hợp mấy cái view vô đây hết rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ cái phần kế tiếp á, là thầy sẽ cho tụi con coi cái hướng dẫn tụi con làm cái CK editor ở cái đoạn video sau, tức là bây giờ chúng ta sẽ thay cái nội dung chi tiết bằng cái CK editor ngay chỗ này đúng không ạ? Để chúng ta cập nhật ra và kết hợp với CK fader để cho nó chèn cái dữ liệu vô đây ha. Rồi bây giờ các bạn tương tự, các bạn sẽ thiết kế những cái về nhà, ở đây là danh sách tin tức hay là danh sách user, ha, khách hàng vân vân, rất là nhiều ở đây. Rồi. Chúc các bạn thiết kế thành công nha, mình sẽ gặp ở cái video sau.